ngã bánh trong rừng. Rừng có đâu quê. Rừng đâu quê. Rừng đâu quê. À đấy, hôm nay là hái đậu e được rồi, không có bị mù màu nữa rồi. Là ngàn giống nhỏ màu xanh. Mới mẹ mà non chưa bơ vó. Voilà, moi je réponds, je peux faire les deux. C'est vrai, ouais, je comprends bien. Ah oui, on comprend bien, Marc, parce que maintenant, je ne peux pas dire le truc... Hein, il ne peut plus dire n'importe quoi au téléphone. Maintenant, je comprends. Hein. Avant, elle pouvait dire... Ah, mais Alexandre, oui, c'est ça. Alexandre, il était dans l'air. Ah, hein, oui, les machins, Alexandre. Et toi, qu'est-ce que tu as dit, là? Ah, oui. C'est bien et c'est pas bien. Ouais, mais c'est bien parce que si on est dans un magasin et qu'on veut discuter entre nous, tu vois, ouais, que les gens ils comprennent pas, et ben on peut parler en vietnamien. Ouais, mais en anglais les gens ils peuvent des fois comprendre. Hoa mới nói giỡn với mẹ chồng á là bây giờ Alex hiểu tiếng Việt nhiều lắm rồi, cho nên không có dám nói xấu Alex bằng tiếng Việt nữa. Bây giờ mà nói gì á là ông hiểu hết trơn à. Bởi vậy khi mà cả nhà bình luận là Alex đều đọc được hết đó, chỉ có những cái nào mà khó quá thì mới phải dùng Google dịch thôi. Chứ còn lại thì đa số là Alex đều toàn tự đọc hiểu hết. Mà tại vì cả nhà cũng toàn khen không mà, toàn là những cái bình luận mà khen, khen nói tiếng Việt giỏi, khen đẹp trai, khen dễ thương, khen ngoan, khen hiền, khen ăn món Việt giỏi. Khen không cho nên ổng đọc ổng khoái lắm. Bởi vì mắc cười lắm, hồi xưa mà mỗi lần ngủ dậy thì sẽ bắt đầu là đọc tờ tin tức báo chí trước. Nhưng mà không, còn bây giờ là sẽ mở YouTube lên xong rồi coi coi là có ai khen mình không. Kiểu giống như là có động lực để mà dậy vậy đó. Nghe bên trong rừng, rừng đâu vậy? Ngày luôn á, cả nhà mà nó vẫn còn. Ừ. À đúng rồi, mỗi ngày có nước. Mỗi ngày luôn á. Không kịp thì nó già. Không có ăn hết. Trời ơi, cái đầu nó bự. Nó lên. Hái không kịp tại nó to như vậy nè cả nhà. To đùng luôn à. Nhỏ nhỏ thì ăn nó mới ngon. Già quá nó ngon. Nhiều quá. Nhiều quá, nhiều rồi. Này nó như đám rừng luôn nè cả nhà. Cả nhà kêu hoa là nên tỉa bớt lá đi, nhưng mà nói thiệt á là cái thời gian á mà hái đậu que là không là hái mệt nghỉ luôn á. Nói chi đến cái thời gian ha mà tỉa lá, không có thời gian tỉa lá luôn á. Thấy mọi cái đầu của Alex à. Nhiều quá. Trời trên đây này nó nhóc luôn nè. Ngày nào á là gia đình hoa là cũng hái đậu que mà hái không kịp luôn á thì nói chi đến tỉa lá. Nên thôi. Mẹ hoa là cũng có tỉa bớt rồi đó, nhưng mà tỉa được cái hàng đầu tiên xong rồi thấy mệt quá cái thôi mấy hàng sau để luôn. Có một việc mà hoa thấy tiện của cái việc trồng đậu que theo hàng như vậy nè, thì khi mà đậu que nó leo á xong rồi mình sẽ có cái khoảng ở giữa để mà mình đi mình hái. Chứ còn mà trồng đậu que theo cái hình tam giác á thì cái khúc ở giữa hình tam giác nếu mà muốn đi thì đi cũng được, nhưng mà sẽ phải chui nhủi trong đó thì nó cũng sẽ khó đi hơn. Theo hoa nghĩ là vậy. Incroyable. Ah oui, tu vois, c'est déjà plein. Tu vas être surpris, Gérard, quand tu viendras chercher le panier. Hein? Tu vas être surpris quand tu viendras chercher le panier. Nhiều đồ quá. Nặng không? Hoàng mua 5 ký. Không biết. Alex làm như là anh ấy là cái cân như cầm lên 25 ký. Nặng quá. 10 ký. Chắc vậy.
Đậu que cứ 2-3 ngày là hái được nguyên một giỏ đầy ủ như vậy đó cả nhà, cho nên là nhà hoa cũng phải suy nghĩ ra nhiều cách để mà có thể dự trữ được lâu. Thì cách thứ nhất á, là mình sẽ rửa sạch xong đó mình bỏ thẳng vào trong tủ đông luôn. Thì sau đó là mình muốn lấy ra, mình muốn làm gì thì làm, thì nó cũng giống như là đậu que sống vậy. Còn cái cách thứ hai á, là mình sẽ luộc sơ, xong rồi sau đó là khi mà muốn ăn thì mình lấy ra mình xào trứng. Còn cách thứ ba thì mẹ hoa là sẽ nấu trứng luôn. Tức là mình muốn ăn như thế nào á, thì mình nấu trứng như vậy. Xong rồi sau đó là sẽ bỏ vào trong từng hũ thủy tinh này nè. Rồi mình đóng nắp chặt lại. Xong rồi sau đó là mình sẽ đem chưng các thủy ở trong cái nồi này với nhiệt độ là lên tới hơn 100 độ C trong vòng 30 phút. Thì là nó sẽ diệt hết tất cả những cái vi khuẩn. Cái cách này á, thì nó sẽ giữ được lâu tới tận 2-3 năm luôn. Và cái này cũng là các cái mà người dân bên đây ấy là họ dùng nhiều lắm cả nhà. Tất cả những cái rau củ mà trong mùa hè ấy là họ thường sẽ hay nấu chín, xong rồi sau đó là họ bỏ vào trong những cái hũ như vậy nè. Thì cái nắp ấy là nó sẽ có cái sợi cao su á, là khi mà mình đóng cái nắp bằng sợi cao su này nè thì cái không khí nó không có lọt vô được. Xong rồi sau đó thì mình chỉ việc đổ ngập nước và đóng nắp lại. Thì ở đây ấy là có một cái cây nhiệt kế để mình canh được cái độ độ sôi của nó, là coi coi nó có đạt đủ chuẩn phải là hơn 100 độ C không thì mới được nha. Sau khi mà nấu xong ấy, thì sẽ để nguội cất vào trong tủ, xong rồi sau đó thì sẽ để ăn được khoảng mấy năm đó. Nói ăn mấy năm vậy thôi chứ thật ra hả, mấy tháng mùa đông là ăn hết lẻ lắm. Tại vì làm á là cũng chỉ làm tầm khoảng 20-30 hũ à. Hái cái bụi tí tô này để vào mình làm bê hấp xả. Trời ơi, cái đám tầng ô. Cái đám tầng ô của hoa nó già. Nó già mà cái thân của nó y như là cái khúc cây luôn vậy. Già lắm luôn, đừng cái hoa đẹp. Nhìn y như là cái vườn hoa cúc vậy đó. Sẵn là nhà vừa có thịt bê vừa có tí tô cho nên là hoa làm thử món bê hấp tí tô. Xong rồi trong đây là hoa có bỏ thêm gừng với sả nữa. Thì một hồi là mình sẽ ăn kèm với bún với lại chao. Là tại vì Alex là thích ăn chao lắm cả nhà. Mà ở Việt Nam là tụi hoa đi ăn dê hấp tí tô hoặc là dê nướng xong rồi chấm chao. Cái hoa mới nghĩ thôi, bây giờ không có dê thì mình lấy bê mình hấp tí tô xong mình chấm chao luôn. Ăn thử coi coi nó có ngon không. Nhưng mà cái hũ chao hoa mua thì nó lại hơi cay á, cho nên hoa phải pha cho nó lỏng ra để cho nó bớt cay, xong rồi phải nêm nếm lại nữa tại sợ ba mẹ ăn không được. Ah ben, tu peux le dire en vietnamien. Mais ça, c'est le veau, je fais à la vapeur avec les cèpes ciseaux dans le jardin. Ah oui. Oui, ça, c'est la vapeur. Il y a la viande. Ah oui. Oui. Je fais comme les spaghettis, moi. Bah, faut manger avec la viande, moi. Oui, parce que faut manger avec la viande, c'est pas un peu fort tout ça. Oui. On peut prendre comme ça. Tu vas mettre la viande dans le bol. C'est oui, ça. Tu mets tout le mélange. Ça, c'est de la. C'est du. Ça, c'est quoi? C'est les mêmes herbes que ça, mais cuites. Oui, ah, oui. Ouais, cuites la peur. Et du coup, elles sont moins fortes. Bon. Alors, il faut mettre un peu de sauce comme ça. Ouais. Hein, un ouais. Voilà. On passe un peu comme ça. Ah, du coup, tu as goûté avant le goût. Oh, c'est fort. On mange tout, nous, Wawa. On n'est pas difficile. On goûte à tout. Voilà, bien goûter. Ça va? C'est un beau bichard. Non, c'est bon. C'est bon? Pas toi. Ouais, je pensais qu'ils aimeraient bien, tu vois.
Ça ne fait pas pareil qu'il y a des trucs épicés et des trucs fermentés. Non, c'est pas trop fort. C'est un peu épicé, mais tu peux pas dire que c'est... Parce qu'en France, on a quand même l'habitude des trucs fermentés. Mm. Pas trop épicé, mais fermenté, ouais. Cái thịt bê này là của dì Alex mua cho nhà Hoa, thì là dì mua trực tiếp ở trong nông trại á, là người ta mổ bê xong rồi người ta bán á, thì người ta sẽ bán nó rẻ hơn là ở trong siêu thị nhiều. Hoa nhớ trong siêu thị thịt bê là tầm khoảng 20 euro, là tầm khoảng 500 ngàn Việt Nam đồng á, thì dì Hoa mua hình như có giá tầm khoảng 12 đến 15 euro một ký à, mà dì mua tới tận khoảng 20 ký lận, xong rồi dì cho nhà Hoa một ít để ăn. Nhưng mà không phải lúc nào là người ta cũng có bán đâu, là kiểu một năm người ta chỉ bán có một hai lần thôi, mà chỉ bán cho những người quen biết á. Mà dì thì dì quen với chủ nông trại cho nên giống như kiểu là bán xong rồi chia ra vậy đó, mỗi người một ít ăn. Rồi hả, có ví dụ như dì mua 20 kg là mua giùm cho những người khác nữa. Ça c'est la sauce que t'as avec la viande de chèvre au Vietnam aussi. Ah oui. Dans les restaurants de chèvre. Mais ici on n'a pas de la viande de chèvre. Non, pas au supermarché. Il faut que tu prennes... Oui, il y en a. Mais... Il faut que tu prennes du chevreuil, des choses comme ça. Ah oui, on en avait parce que mon père, il avait du chèvre. Ah. Oui. Et... On en a mangé ici. On mangeait de la chèvre, des fois. Mais vous avez fait vous-même ou il faut... Oui, c'était vous-même. Ah, d'accord. Mais... On avait même fait il y a longtemps... Hein, c'était pas allé, c'était à quoi quand on était chez ma mère, de la saucisse de chèvre. Mmh. Ah bon, je me souviens pas de ça. Bon. Ouais, non, mais regarde. Il y a 40 ans. Non, c'était dans les années 80, ça. Ah oui, t'as raison, je peux m'en souvenir. Tu l'avais fumé, ma première saucisse. Hein? Et c'était bon? Oh, bon. Ouais. Ở trong siêu thị Pháp á, thì thịt heo bò gà thì không nói rồi ha, nhưng mà còn có bán thêm cả thịt cừu nè, rồi thịt thỏ, bên đây người ta cũng ăn thịt thỏ nữa nha, rồi có thịt gà Tây nữa, nhưng mà riêng thịt dê là Hoa không thấy có bán. Xong rồi Hoa mới hỏi ba mẹ là hầu như là người Pháp người ta không ăn thịt dê hả, thì ba mẹ mới nói là hồi xưa cũng có, như ở nhà của ba mẹ là ông nội là hồi xưa có nuôi dê, cho nên lâu lâu là cũng hay làm thịt dê ăn. Xong rồi bà ngoại thì còn làm xúc xích dê nữa, rồi làm thịt dê nướng hun khói kiểu vậy. Vas-y, on monte dans la forêt. C'est un concept pour m'ennuyer. Moi, je crois que ça. Nouvelle mode. Oui. Ah, bah, c'est pour ça qu'il ne faut pas rouler vite. Prends les baguettes, moi. On gardera. Hein. On sort bien, quand même. Les baguettes, c'est bien. La fourchette aussi. Mmh. Mais comment le bon comme ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, t'as pris quoi comme... C'est sûr. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que c'était marqué dessus? Chameau, c'est quoi ça? C'est déjà enlevé le... Ça va rien. On rallonge que j'avais au hangar. Pour les gens qui veulent essayer. Je vais brancher en bas chez toi, tu vois. Hồi mà làm cái món này thì Hoa có nói với Alex là hoa sợ chao ba mẹ ăn không được, là tại vì nó có mùi nồng á, xong rồi cái vị nó thì lại còn có vị cay nữa, mà mẹ thì mẹ không biết ăn cay, ba thì ba cũng ăn được cái tí xíu thôi, cho nên Hoa mới nói là thôi hay là để Hoa làm nước mắm hay gì đó đi, chứ đem sốt chao ra rồi ăn rồi không có ngon nữa. Nói chung á, Hoa kiểu á là Hoa nấu á thì Hoa sẽ mong muốn á là món ăn nó cũng phải hợp khẩu vị của ba mẹ chồng, chứ không phải kiểu á là cái gì cũng cho ba mẹ chồng ăn, là tại vì sợ mà ăn mà không thấy ngon á thì cái bữa cơm nó cũng mất vui. Mà đúng thiệt là đem cái tô chao ra Hoa thấy ba ăn ít lắm, ăn ít đến nỗi mà cái tô chao nó còn có tí xíu luôn nè cả nhà. Nói giỡn vậy thôi nha, chứ thấy ba mẹ ăn nhiệt tình cái sốt chao á thì cũng mừng, chứng tỏ là chao Việt Nam mình á cũng hợp khẩu vị với ba mẹ chồng của Hoa. Ở bên Pháp á, khi mà ăn uống no nê xong á thì ngoài cái món tráng miệng là bánh ngọt ra, nếu mà không có bánh ngọt á thì người ta sẽ ăn tráng miệng mà bánh mì với phô mai nữa nha cả nhà. Hồi Hoa mới qua Hoa cũng thấy lạ, trời ăn uống no nê xong rồi cái tự nhiên lo bánh mì với lại phô mai ra ăn nữa vậy trời.
Đó cũng là cái lý do mà Hoa nấu đồ ăn thì Hoa nấu vừa đủ thôi, chứ Hoa không có nấu nhiều. Không phải là tại vì Hoa tiết kiệm hay là tại vì thịt cá bên đây mắc quá. Đơn giản là tại vì ăn xong thì cả nhà còn ăn tráng miệng nữa. Với lại là một ngày thì sẽ ăn 5-6 cử, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn vặt nữa. Chứ không phải là chỉ có mỗi một cái bữa ăn ở chương video của nhà Hoa. Cho nên cả nhà đừng có lo là ba mẹ làm nông mà tại sao Hoa nấu đồ ăn ít thế, không có đủ thịt cá, rồi không có nhiều đồ ăn để cho ba mẹ ăn lấy sức. Không có đâu, nhà Hoa là ăn nữa hả là cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà tất nhiên á là nhưng mà tất nhiên á là nhà Hoa ăn á nó cũng sẽ ít hơn so với những nhà của người Pháp khác. Ngay cả mẹ chồng Hoa nấu đồ Pháp cũng vậy nữa, nhiều khi á là chỉ có luộc nuôi lên xong rồi bỏ sốt cà chua trộn vào, rồi sau đó là ăn kèm với salad, hoặc là hả là ăn bánh mì với lại trứng ốp la. Nói chung á là ăn đơn giản lắm, chứ nhà Hoa đường cái là không có cầu kỳ. Hoa thấy cảm thấy giống như là nó giống như cái văn hóa Việt Nam mình vậy đó. Mình trong nhà hả, bữa cơm ở Việt Nam mình á, nhà trong tủ lạnh có gì thì nấu đó ăn thôi. Chỉ có Hoa, Hoa mới là người cầu kỳ á, là tại vì nhiều khi Hoa muốn làm mấy cái món ăn Việt Nam cho ba mẹ thưởng thức á, cho nên Hoa mới bày hết món này tới món kia ra thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem video đến đây nha. Nếu mà cả nhà thích kênh của mình thì cả nhà bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex của Sống Pháp. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau nha.